Liên quan câu hỏi của đại biểu Ma Thị Thúy Tuyên Quang liên quan đến công tác quy hoạch thiếu tầm nhìn, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, thì báo cáo đại biểu là vấn đề quy hoạch thiếu tầm nhìn như đại biểu đề cập đó là một trong những cái biểu hiện là của chất lượng quy hoạch thấp. Và về tầm nhìn công tác dự báo, quy hoạch thiếu tầm nhìn thể hiện ở chỗ là tầm nhìn rồi là công tác dự báo còn thiếu tính khoa học và chưa khả thi về các vấn đề như là tầm nhìn dự báo về chỉ tiêu dân số này, về đất đai này, thường thấp và không theo kịp cái tốc độ phát triển nhà ở của các đô thị lớn, nhất là tại các đô thị loại 1, loại 2. Nhưng lại là thường được dự báo vượt quá xa thực tế trong các đồ án quy hoạch. Đối với các vấn đề như là tăng dân số cơ học, diện tích đất xây dựng tại các đô thị nhỏ, như là đô thị loại 3, loại 4, dẫn tới cái việc đề xuất điều chỉnh, đề xuất cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng, rồi định hướng phát triển không gian hạ tầng kỹ thuật, cũng như quy hoạch sử dụng đất là không phù hợp, vượt quá khả năng và nguồn lực thực hiện. Đây là thể hiện cho một cái nội dung thể hiện quy hoạch thiếu tầm nhìn. Cái thứ hai đó là việc chưa tính toán đầy đủ và thiếu các điều kiện thực hiện, cũng là thể hiện quy hoạch thiếu tầm nhìn. Rồi thứ ba là việc chưa gắn kết với thực hiện quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư với kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm. Và cái thứ tư là việc lập quy hoạch đô thị theo các cấp độ quy hoạch và theo các loại hình quy hoạch cũng chưa đồng bộ, thể hiện ở các nội dung còn chưa, quy hoạch còn chưa thống nhất và thời gian lập kéo dài. Nguyên nhân thì phải nói là thứ nhất là cái công tác lý luận, rồi phương pháp quy hoạch, rồi kế hoạch đầu tư chúng ta cũng như là quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan cũng chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh rất nhanh của quá trình đô thị hóa. Nguyên nhân thứ hai là hệ thống pháp luật về phát triển đô thị cũng như là quản lý xây dựng trong đô thị và vẫn chưa đồng bộ, có một số điểm còn mâu thuẫn và không thống nhất. Và cái hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở quy hoạch phát triển đô thị cũng còn có nội dung chưa thống nhất và chưa đồng bộ. Rồi các công cụ quản lý cũng chưa kiểm soát hết, kiểm soát hiệu quả một số vấn đề về đầu tư xây dựng, về đất đai, về nhà ở, v.v. Cái thứ ba là trình độ năng lực của cán bộ tham gia cái quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị cũng như là năng lực của cán bộ các cơ quan tư vấn lập quy hoạch cũng còn hạn chế. Và thứ tư là việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch đô thị cũng còn hạn chế. Rồi cái hệ thống thông tin dữ liệu về đô thị về quy hoạch vẫn còn thiếu, chưa được hệ thống hóa để mà phục vụ kịp thời cho công tác quy hoạch cũng như điều chỉnh quy hoạch. Thứ năm là sự phối hợp cũng chưa, về lập thẩm định quy hoạch tại địa phương cũng còn hạn chế và chưa thống nhất. Cái việc của các ngành trong cái việc góp ý quy hoạch thì tham gia góp ý vẫn còn chung, chưa thực sự đóng góp cho chất lượng đồ án quy hoạch. Và thứ sáu đó là việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư thì cũng chưa được quan tâm đúng mức và còn mang tính hình thức. Về giải pháp thì phải nói là trong cái thời gian tới thì trong thứ nhất là Bộ Xây dựng tập trung xây dựng luật điều chỉnh quy hoạch về đô thị và nông thôn, trong đó có hoàn thiện cái quy trình lập quy hoạch, hoàn thiện quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch cũng như hoàn thiện quy định về thành phần trách nhiệm của hội đồng thẩm định quy hoạch, rồi bổ sung các quy định yêu cầu đảm bảo kiểm soát tốt sự tuân thủ các cấp độ quy hoạch cũng như đồng bộ quy hoạch giữa các cấp độ, bổ sung nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dân trong các loại quy hoạch cũng như quy định chi tiết hơn về nội dung quy hoạch và mức độ thể hiện trong các đồ án quy hoạch. Thứ hai đó là nghiên cứu rồi rà soát bổ sung hoàn thiện cái lý luận và phương pháp luận trong cái công tác lập quy hoạch. Và việc này thì Bộ Xây dựng đã triển khai cái đề án nghiên cứu và đã nghiệm thu và hiện giờ đang ứng dụng vào để mà xây trong quá trình xây dựng luật quy hoạch và đô thị và nông thôn trong cái thời gian tới. Và giải pháp thứ ba đó là tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch tại các địa phương, và các địa phương cũng phải thực hiện tốt các quy định liên quan đến quy hoạch.